Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình ăn mì nấu với mực nha mọi người. Với tôm, với hột vịt dừa, với măng chua nha mọi người. Chấm ớt cay mà mọi người ăn cùng mình nha. Trời mưa đón được mua được tí tôm mọi người. Nấu cái mì mà nấu với mực ngọt. Này đó mua được tôm sống mọi người, tôm sống ăn nó ngon hơn tôm muối đá, mua xong cái mình luộc mình ăn liền luôn. Nước chấm nó ngon.
Thank you.